cửa tự động. Xin chào các bạn, đây là mô hình cửa tự động. Cửa có thể tự đóng, mở khi nhận được tín hiệu người đi vào. Nguyên lý hoạt động nhờ vào cảm biến hồng ngoại và nam châm điện. Đây chính là cảm biến hồng ngoại, đóng vai trò như một khóa ca. Khi có tín hiệu, bộ xử lý sẽ ra lệnh đóng khóa, và khi không còn tín hiệu sẽ ra lệnh mở khóa. Các nam châm điện 0, 1, 2 hay còn gọi là rơ le, khóa K1, K2, công tắc hành trình số 1, 2, động cơ kéo cửa, công tắc nguồn K0 và nguồn điện 6V. Mạch điện sẽ được vẽ cơ bản như sau. Hoạt động của mạch như sau. Khi người đi vào, cảm biến nhận được tín hiệu hồng ngoại sẽ được xử lý đóng khóa. Lúc này, nam châm điện 0 hoạt động. Mạch điện qua nam châm điện 1 hoạt động, giúp động cơ chuyển động, kéo cửa mở ra. Khi cửa mở hoàn toàn, hệ thống sẽ va chạm vào công tắc hành trình số C1, làm hở mạch điện và động cơ dừng lại, giữ cửa trong trạng thái mở. Khi người di chuyển xa cảm biến, tín hiệu hồng ngoại mất đi, tín hiệu được bộ xử lý ra lệnh mở khóa, làm hở mạch. Điện ở nam châm 0 mất đi, lõi sắt non được thu về, chạm vào mạch điện, đi qua nam châm điện số 2. Lõi sắt non tại vị trí này làm kín mạch qua động cơ. Nhưng lúc này, dòng điện bị đảo chiều, khiến động cơ quay ngược, giúp kéo cửa, đóng trở lại. Khi cửa đã khép kín hoàn toàn, hệ thống sẽ va chạm vào công tắc hành trình số 2, gây ra hở mạch điện và giúp động cơ ngừng quay, giúp cửa trong trạng thái đóng. Như vậy, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn tự động và rất an toàn. Hy vọng các bạn đã phần nào hiểu được nguyên lý. Hẹn các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Chào tạm biệt!